Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của Decanter TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện Nhân quả có thật, làm việc thiện, cải biến vận mệnh, kéo dài thọ mệnh, thêm nhiều phúc báo. Thưa các bạn, người đời thường nói một câu như thế này: Tiên định tử, hậu định sinh, nghĩa là một người chết như thế nào và chết vào lúc nào đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không cần phải quá lo lắng về nó. Nhưng có hai tình huống có thể cải biến thọ mệnh của một người: một là người đó làm đủ mọi điều ác, hai là tích đức hành thiện. Người hành thiện đắc phúc báo, người hành ác nhận lấy tai họa. Từ xưa đến nay có vô số sự thật đã kiểm chứng con người phải nhìn nhận với một thái độ đúng đắn, thuận theo thiên lý hướng thiện sẽ sắp xếp vận mệnh tốt cho bản thân. Vừa đổi sai sót, thành tâm hướng thiện cũng sẽ khiến cho vận mệnh chuyển biến thành tốt. Ví như Bùi Độ thời Đường, xem tướng khi còn trẻ nói rằng ông ta sẽ chết vì đói, chỉ bởi làm việc thiện mà về sau vào triều làm tể tướng. Đậu Vũ Quân thời Tống, trong mệnh vốn không có con cháu nối dõi, nhưng vì khuyên tặng tiền bạc mà về sau có 5 người con để tên lên bằng vàng. Viên Liễu Phàm thời Minh, vì tu thân hành thiện mà đã kéo dài thọ mệnh, đắc nhiều phúc báo. Dưới đây xin viết ra vài mẩu chuyện được sử sách ghi chép lại. Thứ nhất, câu chuyện cứu người nguy nan, tránh được cái chết, Hoạn Lộ Hanh Thông. Ở vùng Xương Xiên, huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một vị thư sinh cùng với những bạn học chung tham gia khóa cử tuyển mộ nhân tài ưu tú cho triều đình. Trong một năm đầu học thi, vị thư sinh này liên tiếp đứng đầu với các môn học thuộc thể loại kinh điển, cổ điển, v.v. nên trong lòng nghĩ rằng mình đã nắm chắc thành công trong tay. Mỗi ngày vị ấy đều vui vẻ làm thơ đàm luận với các bạn học khác ở lữ quán. Khi đó, ở nơi lữ quán có một vị thầy tướng số, mọi người tiếp xúc cảm thấy rất tốt. Một hôm, thư sinh hỏi thầy tướng số về bản thân mình có thể trúng tuyển kỳ thi hay không. Thầy tướng số lưỡng lự một lúc rồi nói: Từ sớm tôi đã muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu, nhưng lại không dám nói. Thư sinh nói: Không sao, ông cứ nói đi. Ông ấy mới nói rằng, căn bản là cậu không có hy vọng nào để được tuyển chọn. Trên mặt cậu đã hiện rõ màu sắc u ám. 3 ngày sau, vào canh 3, sẽ có nỗi lo về tính mệnh. Tốt nhất cậu nên nhanh chóng về nhà đi. Thư sinh nói, tôi không thể tránh được sao? Thầy tướng số nói, thời gian quá cấp bách, tôi không nói được gì. Thư sinh cảm thấy rất thất vọng, lập tức muốn thu xếp hành trang quay về nhà. Nhưng các bạn học xung quanh cậu ta lại chỉ trích thầy tướng số nói ba hoa, pha cản không cho cậu ta về nhà. Chàng thư sinh đã quyết định ở lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Kỳ thi sắp đến, vào buổi tối ngày hôm đó, những người bạn cùng tham dự kỳ thi đều đã ngủ, chỉ còn một mình chàng đi ra ngoài tản bộ. Bỗng cậu ấy nghe thấy có tiếng khóc từ xa vọng lại. Lần theo âm thanh đó, cậu đi đến trước cửa một ngôi nhà cũ nát, nhìn thấy một phụ nữ tay ôm hai đứa con nhỏ đang khóc nức nở. Sau khi hỏi chuyện mới biết chồng cô ấy thiếu một người có quyền thế 52 lượng bạc chưa hoàn trả nên bị đòi nợ. Người chồng tính mang vợ con đem bán lấy tiền trả nợ. Người phụ nữ không nỡ rời xa con cái nên khóc thương vô cùng đau khổ. Thư sinh nghe chuyện lập tức quay lại lữ quán lấy 72 lượng bạc đưa cho người phụ nữ và nói: Ta có ngần này ngân lượng giúp nhà cô trả nợ. Số ngân lượng dư ra cô có thể dùng để mưu sinh qua cơn hoạn nạn. Và nhớ từ đây về sau, đừng vay tiền thiếu nợ người ta nữa. Người phụ nữ cảm động không thôi, rồi hỏi chi tiết về danh tính và nơi ở của thư sinh. Sau khi thư sinh quay về lữ quán, nghĩ tới lời nói của thầy tướng số nên không thể chợp mắt. Nghe tiếng kẻng gõ báo canh ba thì trong lòng cảm thấy đã tới lúc rồi. Đúng lúc thư sinh đang lo lắng
thì nghe thấy có tiếng người gọi cửa. Thư sinh đi ra mở cửa thì mới biết là người phụ nữ kia và chồng cô. Hai người tìm đến để nói lời cảm ơn. Thư sinh an ủi họ một lúc rồi tiễn họ ra về. Ngay lúc đó, nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía sau. Nhìn lại thì thấy căn phòng trọ đã đổ sập. Một bên tường đè lên chiếc giường nơi thư sinh nằm. Giường và ghế đều nát vụn. Ngày hôm sau, gặp mặt thầy tướng số, người ta đều nói rằng ông ta đoán không trúng. Thầy tướng số không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, nên mới hỏi vị thư sinh. Đêm hôm qua, nhất định là cậu đã làm việc gì đó. Sắc mặt của cậu đầy âm đức, hơn nữa là đức rất lớn. Bây giờ cậu sẽ không chết nữa, hơn nữa còn được trúng tuyển kỳ thi. Tiếp theo sẽ đỗ tiến sĩ. Nếu như lấy lời của tôi để nói rõ, thì hôm qua cậu sớm đã bị tường sập đè chết rồi. Thư sinh nghe vậy vô cùng thán phục. Về sau, quả nhiên anh đã trúng tuyển kỳ thi, về sau vào làm ở viện Hàn Lâm. Câu chuyện thứ hai, bỏ ác hướng thiện, phú quý vinh hiển đến mấy đời. Có một người hay đọc sách tên là Vương Sinh. Thường ngày hay toan tính, gian trá, dối gạt người khác nên làm ra nhiều việc trái với thiên lý. Khi Vương Sinh tham gia khoa cử mùa thu, bởi vì bài văn chàng ta viết rất đẹp đẽ, nên viên quan coi thi muốn tiến cử chàng ta vào danh sách những người xuất sắc nhất. Lúc điền tên vào danh sách khoa bảng thì đột nhiên không thấy bài thi của chàng ta đâu nữa. Sau khi điền tên xong xuôi thì mới thấy cuộn giấy thi của Vương Sinh rơi ra khỏi ống tay áo của vị quan coi thi. Vị quan coi thi vô cùng hối hận, lấy làm tiếc cho Vương Sinh. Ông đã gặp mặt Vương Sinh nói rằng sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ lại tiến cử chàng ta. Không lâu sau đó, vị quan coi thi được bổ nhiệm làm sử bộ. Khi đó Vương Sinh đã vào đại học. Đến khi chàng ta tham gia khoa cử lần nữa, đúng lúc vị quan coi thi nhậm chức quan tuyển chọn bài thi, ông ta nhìn thấy Vương Sinh thì vô cùng cao hứng và muốn tuyển chọn cho chàng một vị trí thích hợp. Nhưng đến kỳ hạn tuyển định thì phụ thân của vị quan coi thi qua đời nên ông ta đành phải từ chức. 3 năm sau, vị quan coi thi chịu tăng cha xong, ông quay lại nhậm chức quan tuyển chọn bài thi. Lúc này, Vương Sinh cũng lấy thân phận là một nho sinh có nhiều bằng cấp đi ứng thí. Vị quan coi thi đặc biệt sắp xếp cho chàng ta một chức quan và chỉ còn chờ đến ngày nhậm chức là xong. Nhưng chưa qua được mấy hôm thì Vương Sinh phải quay về nhà chịu tang mẫu thân. Vị quan coi thi vô cùng thương xót cho vận mệnh trớ trêu của Vương Sinh nên đã tiến cử chàng ta đến tuần phủ làm gia sư, nhưng cũng không thành vì tuần phủ vừa bị bãi chức. Một đời Vương Sinh gặp phải những chuyện kỳ quái, toàn là bị ăn bánh vẽ nên trong tâm phẫn nộ bất bình mà sinh bệnh. Năm liệt giường 3 năm. Một hôm, chàng chợt nhớ lại những việc mình đã làm trong đời. Liền đột nhiên ăn năn hối hận và nói, những việc mà ta gặp đều không phải ngẫu nhiên, một đời vô dụng, đều là vì ta đã làm quá nhiều điều ác, tính ác nghiệp mà nên. Từ đây về sau, ta phải bỏ ác hướng thiện, tâm tình đoan chính. Bệnh tình của chàng cũng từ đó khỏi bệnh. Về sau, Vương Sinh làm việc thiện theo đến cuối đời. Bình thường giảng đạo lý nhân quả báo ứng cho người khác, khuyên giải người khác hướng thiện mới có thể muốn gì được nấy. Tuyệt đối không thể làm những việc trái với thiên lý, vứt bỏ nhân tâm. Về sau, mấy thế hệ gia đình của Vương Sinh, phú quý vinh hiển, người ta đều nói đó là phúc báo do anh ta làm việc thiện. Câu chuyện thứ ba, thành kính thần Phật, tu tâm hướng thiện, sống thọ hơn 100 tuổi, làm ăn phát đạt. Tiền Quang Sinh là một thương nhân bán trà, thường ngày hay bớt xén của người khác, tích góp được 5-6 nghìn lượng bạc. Người ông tướng mạo to cao nên mọi người hay gọi anh là Đại Phú Hào. Một hôm có một thầy tướng số đến vùng đất này. Người ta bảo rằng thầy tướng này đoán mệnh như thần nên rất nhiều người đều đến xem. Tiền Quảng Sinh cũng đến xem. Tiền Quảng Sinh nhìn thấy một người quen là Triệu Mỗ cũng đang xem tướng.
Thầy tướng Số nhíu mày nói với Triệu Mỗ rằng: "Tiên sinh dáng đầu khoan hậu, sơn căn cao rộng ngay thẳng, vốn là có tướng phúc thọ, nhưng có khí đen thù hận xâm nhập vào giữa trán, không biết là tiên sinh đã làm nên việc xấu gì. Chỉ nội trong một tháng, tiên sinh khó tránh khỏi đoàn mệnh." Triệu Mỗ nghe vậy liền tức giận bỏ đi. Tiền Quảng Sinh cho rằng bản thân mình tướng mạo đường đường nên cũng đến thỉnh giáo. Thầy tướng Số nhìn kỹ càng rồi nói: "Tiên sinh thân thể đôn hậu, một đời tích lũy tài phú dư giả, chỉ là không được lâu, lại thêm thần sắc yếu nhược." Quẻ nói rằng thần sắc yếu nhược dù có sống lâu thì cũng suy nhược, lại thêm thần sắc khẩn trương, thọ mệnh chỉ đến 35 tuổi. Tôi xin hỏi tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiền Quảng Sinh trả lời: "Năm nay ta vừa tròn 35 tuổi." Thầy tướng Số lại nói: "Tôi xin nói thẳng, thọ mệnh của tiên sinh chỉ còn vỏn vẹn nội trong 100 ngày. Tiên sinh còn việc gì chưa làm thì hãy sắp xếp xử lý cho sớm." Tiền Quảng Sinh trả tiền cho thầy tướng Số, trở về nhà vô cùng phiền não. Ông nghĩ rằng trước đó xem cho Triệu Mỗ thì nói ông thọ mệnh chỉ trong một tháng, xem cho ta thì nói không quá 100 ngày. Để ta xem lời bói toán có ứng nghiệm với Triệu Mỗ hay không đã. Triệu Mỗ vốn là thư sứ huyện Giang Đô. Năm đó hạn hán lớn, ông ta nhận lệnh đi phân phát lúa gạo cứu tế. Ông đã đặt điều khư cấu và bớt xén lúa gạo dư đến 50 tạ. Kết quả là bị quan địa phương xử tội chết. Quả nhiên là trong một tháng đã mất mạng. Tiền Quảng Sinh nhìn thấy Triệu Mỗ đã bị báo ứng nên lại càng thêm lo lắng. Một hôm, ông đột nhiên mơ thấy người nô bộc quá cố nói với mình: "Bởi vì lúc tôi còn bình sinh trung trực, nên bây giờ đang làm say dịch cho thành hoàng, chuyên bắt giữ phạm nhân giao cho âm phủ. Tôi nhìn thấy trong tên 4 phạm nhân ghi trên bảng có tên của chủ nhân, nên tôi đến báo cho chủ nhân biết. Trước hết, tôi sẽ đến Đan Dương để bắt người xong thì sẽ cùng đi một lượt. Chủ nhân hãy mau chóng xử lý việc nhà. 3 ngày sau tôi sẽ đến. Một khi tôi đến thì không còn thời gian nữa." Tiền Quảng Sinh tỉnh giấc, nghĩ đến con cái còn nhỏ, thế gian vẫn còn nhiều việc chưa làm xong nên cũng không biết xử lý thế nào, chỉ còn biết đau buồn khóc thương. Người hàng xóm kế bên đến hỏi nguyên do rồi nói: "Sống chết chuyện lớn như vậy không cách nào thay đổi. Dù anh khóc lóc, khổ não thì có ích lợi gì? Tôi nghe nói Cự Bột Thiền Sư là một cao tăng đắc đạo. Cậu nhanh chóng đến cầu Thiền Sư chỉ điểm cho xem có thể có đường sống hay không." Tiền Quảng Sinh lập tức đi tìm Cự Bột Thiền Sư, thuật lại những lời thầy tướng Số và người nô bộc đã nói, rồi khóc lóc xin cầu cứu. Thiền Sư nói: "Sống chết của con người có định số, làm sao có thể tránh khỏi. Nhưng nếu cậu thành kính với thần Phật, tu tâm hướng thiện, thì phúc thọ tất nhiên tròn đầy. Thường ngày cậu phải gột rửa tội lỗi trở nên nhân từ, thì có thể cải biến vận mệnh." Sau khi Tiền Quảng Sinh trở về, liền dốc sức làm việc thiện. Mỗi ngày ông đều tụng niệm kinh Phật và nói với người nhà rằng: "Ta đã tận mắt thấy Triệu Mỗ bớt xén lúa gạo dư ra 50 tạ mà chết thảm thương. Mấy năm nay mùa màng thất thu, ta nguyện lấy tiền mua lúa gạo cứu đói, giúp đỡ người dân." Ông cho người nhà mang tặng 3.000 lượng bạc để mua lúa gạo cứu đói. Về sau, Tiền Quảng Sinh quả nhiên không gặp phải tai họa. Con cái cũng làm theo chí hướng của cha, kính Phật hướng thiện, không chỉ kinh doanh trả phát đạt, mà còn mở thêm mấy cửa hàng bán lẻ, trở thành doanh nghiệp phân phối trà cỡ lớn. Tiền Quảng Sinh sống thọ đến hơn 100 tuổi, tràn đầy sinh khí. Tiệc mừng thọ Tiền Quảng Sinh sống hơn 100 tuổi, nào là thương nhân, dân chúng trong ngoài thành phố hơn 1.000 người, các quan chức và nhân sĩ lớn nhỏ ở khắp thành phố và phủ huyện tự mình đến chúc mừng. Ông được người ta gọi là người phúc thọ vẹn toàn. Tiền Quảng Sinh nói với con cháu: "Thọ mệnh của ta vốn chỉ có 35 năm thôi, nhưng ta may mắn được thiền sư Cự Bột chỉ giáo nên sống đến bây giờ hơn 100 tuổi, lại có con cháu đầy đàn, tài vật và lúa gạo dư giả. Ta cảm ơn thiên địa, thần minh đã bảo hộ."
các con nhất định phải tuân theo thiên lý, giữ gìn lương tâm và thiện tính, không được làm ngược với đạo trời. Vâng, thưa các bạn, tôi vừa chia sẻ với các bạn về một câu chuyện hành thiện. Thực ra đang chia sẻ với các bạn, nhưng mà câu chuyện này cũng như nhắc nhở bản thân tôi vậy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.